Bây giờ giảng về từ ngữ thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Có người nói rằng phải tu pháp Đại Bi Đà La Ni thì mới đạt được ngàn tay ngàn mắt. Thế nhưng ngàn tay ngàn mắt này dùng để làm gì? Và còn cho rằng chúng ta mỗi người có được hai tay hai mắt là đã tốt quá rồi. Hai tay có thể giúp ta cầm nắm đồ vật, hai mắt cho ta nhìn thấy mọi điều. Thế thì còn muốn có nhiều mắt, nhiều tay như vậy để làm gì? Xét ra, hiện chúng ta đang ở vào thời đại khoa học. Nhiều tay, nhiều mắt đến thế cũng chẳng ích lợi gì. Vậy, nếu quý vị chê nhiều, thì khỏi cần tu pháp Đại Bi. Bây giờ, tôi giải thích từ ngữ thiên nhãn, ngàn mắt trước. Quý vị đều có hai con mắt và quý vị phải mở mắt ra nhìn thì mới thấy được sự vật. Nếu nhắm hai con mắt này lại thì không còn trông thấy gì nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị có 1.000 con mắt thì có thể khiến chúng thay phiên nhau làm việc. Cho con mắt này nhắm lại để nghỉ ngơi, mở con mắt kia ra để nhìn ngó. Quý vị thấy có vi diệu không nào? Ngàn mắt này được gọi là thiên nhãn chiếu kiến, ngàn mắt chiếu soi. Con mắt phàm của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 hoặc 20 dặm. Nếu quý vị dùng kính viễn vọng thì có thể thấy xa tới khoảng 100 dặm, còn xa hơn nữa thì e rằng không đủ khả năng. Nếu quý vị có được 1.000 con mắt thì thế nào? Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, tận hư không, khắp pháp giới, vô số vô biên hành tinh và hệ ngân hà, quý vị đều có thể thấy rõ. Bây giờ, không cần xem vô tuyến truyền hình mà quý vị vẫn có thể biết được. Ồ, hai phi hành gia đang đi trên mặt trăng. Quý vị thấy có vi diệu hay không? Hiện tại, quý vị phải nhờ vào tivi mới có thể thấy được con người đặt chân lên nguyệt cầu. Nhưng nếu quý vị có ngàn mắt thì khỏi phải dùng tivi mà vẫn thấy được rõ ràng. Chẳng những khỏi cần tivi mà quý vị còn khỏi cần trang bị anten hay hệ thống radar. Và cũng chẳng phải trả tiền nữa, bớt được bao nhiêu là rắc rối. Quý vị bảo rằng có 1.000 con mắt là không tốt ư? Bây giờ quý vị biết đó là điều tốt rồi chứ? Chẳng những thế, với ngàn con mắt này, quý vị có thể từ phía trước thấy được phía sau, từ đằng sau trông rõ đằng trước. Hư Vân Lão Hòa Tượng có câu thơ rằng: não hậu kiến tai kình diệu tử, đỉnh môn cụ nhãn tróc phi hùng, sau đầu thấy má chụp diều hâu, cửa đỉnh đổ mắt tóm gấu bay. Chúng ta vốn không thể nào thấy được mặt mũi của chính mình. Tuy nhiên, nếu quý vị có ngàn mắt thì ở phía sau có thể nhìn thấy phía trước, ở phía trước cũng có thể nhìn thấy phía sau, có thể thấy được bản lai diện mục của chính mình. Bây giờ, quý vị cũng có thể thấy được những gì ở trong bụng mình, biết được trong đó có bao nhiêu con trùng chết, trùng lười biếng. Từ bên ngoài, quý vị có thể thấy rõ bên trong, và từ phía trong, quý vị có thể thấy rõ phía ngoài, giống như nhìn xuyên qua bức tường bằng pha lê hay thủy tinh vậy. Bụng quý vị lúc ấy tựa như pha lê, lóng lánh, trong suốt, không còn có sự ngăn cách giữa trong và ngoài. Nhờ đó, quý vị có thể thấy được tim mình hình thù như thế nào, bụng mình muốn nói điều gì, và cũng biết được mọi ý tưởng cũng như mọi hoạt động của các machines, các cơ quan trong cơ thể mình. Thế nào, bây giờ quý vị có muốn ngàn mắt không? Quý vị có còn cho rằng có hai con mắt là đủ rồi nữa không? Tôi e rằng bây giờ quý vị cũng nhận thấy
Như thế là chưa đủ, ngàn mắt có nhiều diệu dụng như vậy đấy. Còn thiên thủ, ngàn tay thì sao? Tay dùng để cầm nắm đồ vật, không cần nói đâu xa. Bây giờ, chúng ta hãy lấy việc cầm tiền làm thí dụ. Quý vị có hai tay, mỗi tay có thể cầm được 10.000 đồng chẳng hạn. Vậy nếu tôi có 1.000 tay, thì tôi có thể cầm được 10 triệu đồng. Quý vị không thể nào một lúc mà cầm được nhiều tiền như tôi. Quý vị thấy có kỳ diệu không chứ? Hoặc lấy một thí dụ khác, như chia táo chẳng hạn. Quý vị cứ tha hồ, lấy được bao nhiêu táo thì lấy. Tất nhiên, nếu quý vị có 1.000 tay, thì lấy được 1.000 trái táo. Có 2 tay thì chỉ lấy được 2 trái. Quý vị xem, như vậy có hữu dụng không chứ? Tuy nhiên, ngàn tay này chẳng phải để dùng vào chuyện vặt vãnh, tầm thường. Cũng chẳng phải dùng để tranh ăn như trò chơi của trẻ con. Công năng của ngàn tay là cứu người. Thí dụ, có 1.000 người bị té xuống biển. Quý vị có 2 tay, thì tay này kéo 1 người, tay kia lôi 1 người. Tức là chỉ có thể cứu được 2 người mà thôi. Nếu quý vị có được 1.000 tay, thì chỉ việc thò luôn 1.000 tay xuống biển là vớt được cả 1.000 người suýt bị chết đuối ấy lên bờ. Quý vị thắc mắc là 1.000 cánh tay này dùng để làm gì ư? Để cứu người đấy. Cho nên nói, thiên nhãn chiếu kiến, thiên nhĩ diêu văn, thiên thủ hộ trì. Ngàn mắt chiếu soi, ngàn tai lắng nghe, ngàn tay cứu giúp. Ngàn tay là để hộ trì tất cả chúng sanh. Nếu như có một chúng sanh có khổ nạn gì, thì quý vị chỉ cần duỗi một cánh tay ra là cứu được chúng sanh ấy thoát vòng khổ ải. Nếu chỉ có hai tay, thì quý vị không thể cứu độ được nhiều người. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay, ngàn mắt để cứu hộ tất cả chúng sanh, chứ không phải để đi ăn trộm. Quý vị cần phải hiểu rõ điểm này, không được khoác lác rằng mình có 1.000 cánh tay để hái trộm 1.000 trái táo. Ngàn tay và ngàn mắt này rốt ráo là từ đâu đến? Vừa rồi tôi chẳng bảo đó là từ chú Đại Bi sanh xuất ra hay sao? Quý vị chỉ cần tụng chú Đại Bi và tu Đại Bi Pháp của 42 thủ nhãn là được. Thủ nhãn cuối cùng trong 42 thủ nhãn có tên là Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ. Hệ quý vị tụng câu chú của thủ nhãn này một biến, thì quý vị sẽ có thêm 42 cánh tay. Tụng một biến thì có được 42 cánh tay, tụng 10 biến thì được 420 tay. Tụng 100 biến thì được 4.200 tay. Nếu quý vị tụng 1.000 biến thì sẽ có được 42.000 cánh tay và cũng có luôn cả 42.000 con mắt. Vấn đề là quý vị có chịu khó tu tập hay không mà thôi. Bởi thiên thủ thiên nhãn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà thành tựu được. Quý vị tu pháp môn này nếu ngày ngày đều miệt mài dụng công, không hề gián đoạn, ngày ngày đều y pháp tu hành, thì sẽ thành tựu được thứ diệu dụng bất khả tư nghì. Tuy nhiên, nếu quý vị hôm nay tu, ngày mai nghỉ, thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Muốn lấy được bằng cấp tiến sĩ của thế gian, thì từ lúc khởi sự học hành cho đến khi thành đạt, cũng phải mất khoảng 14-15 năm công phu đèn sách. Huống hồ là tu học Phật Pháp. Học Phật Pháp, nếu quý vị không thật sự dụng công hành trì thì chẳng thể nào có sự thành tựu được. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát tinh tấn nhất, siêng năng nhất và không hề muốn nghỉ ngơi. Ngài sẵn lòng suốt ngày cứu độ chúng sanh, chẳng nề hà công việc nhiều vất vả.
cũng chẳng quản ngại chúng sanh lắm khổ nạn. Cho nên có thể nói rằng Ngài là vị Bồ Tát bận rộn nhất. Ngài không phải là một vị Bồ Tát lười biếng, thích nghỉ ngơi nhàn nhã, mà là một vị Bồ Tát chăm chỉ, cần mẫn nhất. Bởi một cánh tay thì cứu được quá ít người, hai cánh tay thì số người cứu được cũng còn giới hạn. Do đó, Ngài muốn có ngàn tay, ngàn mắt, 1.000 cánh tay để cứu vớt và 1.000 con mắt để chiếu cố tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Các chúng sanh mà Ngài chiếu cố đều là những chúng sanh gánh chịu nhiều đau khổ, và các chúng sanh mà Ngài cứu độ là những chúng sanh gặp phải tai ương, hoạn nạn. Chữ quán trong Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là quán sát, theo dõi. Quán sát cái gì? Quán sát thế giới này. Quán sát cái gì ở thế giới này? Quán sát âm thanh của thế giới này. Quán chính là trí huệ năng quán, tức là chủ thể trí huệ quán sát. Thế là cảnh giới sở quán, đối tượng, cảnh giới được quán sát, và đó chính là tất cả chúng sanh trong thế giới này. Chúng sanh lúc khốn khổ gian nan thường nghĩ đến ai? Nghĩ đến người cha đại từ bi, nghĩ đến người mẹ đại từ bi. Người cha đại từ bi ấy là ai? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Người mẹ đại từ bi ấy là ai? Cũng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhớ nghĩ đến Ngài rồi thì sao? Họ liền niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ vừa niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền dùng ngàn mắt trí huệ để nhìn, dùng tai trí huệ để lắng nghe, rồi dùng tay trí huệ để cứu vớt họ. Chúng sanh có tai nạn khổ ách không phải lúc nào cũng lễ tể, lần lượt từng người một. Nếu 100.000 vạn ức chúng sanh đồng thời lâm nạn, tức là sẽ có 100.000 vạn ức chúng sanh đồng thời cầu cứu, xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đức Quán Thế Âm sẽ đồng thời cứu vớt và tất cả đều sẽ đồng thời được giải thoát, đồng thời được an vui. Vì thế, Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát luôn cứu giúp con người. Nếu quý vị cứu giúp con người, quý vị chính là Bồ Tát. Nếu tôi cứu giúp con người, tôi cũng là Bồ Tát. Nếu quý vị không cứu giúp con người, thì quý vị chính là La Sát. Nếu tôi không cứu giúp con người, tôi cũng là La Sát. Quỷ La Sát và Bồ Tát Quán Thế Âm mới nhìn dung mạo bề ngoài tưởng chừng như không khác nhau là bao, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. La Sát quỷ nữ rất xinh đẹp, song cũng rất ích kỷ, chỉ biết mưu lợi cho mình mà thôi. Điểm khác biệt chính là một bên thì chỉ biết lợi mình mà không biết lợi người, còn một bên thì chỉ biết lợi người mà không màng đến lợi mình. Cho nên, tướng mạo của Quán Thế Âm Bồ Tát rất viên mãn, dung mạo của La Sát nữ cũng chẳng kém ai. Nhưng do tâm địa bất đồng, một niệm sai biệt mà thành ra khác nhau vậy. Thế nên, nếu quý vị muốn học Quán Thế Âm Bồ Tát thì quý vị phải đi cứu người giúp đời, lợi ích quần sanh. Có người nói, tôi không có khả năng gì cả. Thứ nhất, tôi không có tiền. Thứ hai, tôi không biết thuyết giảng Phật Pháp, không khéo ăn nói. Vậy thì tôi làm sao mang lại lợi ích cho nhân loại được? Tôi bảo cho quý vị biết, quý vị có miệng từ bi, lưỡi phương tiện. Miệng từ bi tức là có lòng nhân từ, không chửi mắng người khác. Lưỡi phương tiện tức là dùng căn lưỡi của mình làm phương tiện, chứ không phải để nói chuyện thị phi. Ví như có xảy ra sự xích mích gì đó mà quý vị bằng phương tiện quyền xảo giảng nói làm cho đôi bên được hòa giải, hoặc bằng lời lẽ khéo léo mà hóa giải được các tranh chấp trên thế gian,
dập tắt được hiểm họa chiến tranh thế giới. Đó là quý vị dùng lưỡi phương tiện vậy. Có câu, miệng từ bi, lưỡi phương tiện, có tiền không tiền đều tạo đức được. Có tiền hay không có tiền đều có thể tạo được công đức như nhau. Đương nhiên, có tiền thì cũng có tốt hơn đôi chút. Nhưng nếu quý vị không có tiền thì bất tất phải lo buồn, cũng chẳng nên nghĩ, tôi nghèo quá, làm sao làm việc phước đức được. Làm việc công đức cốt là để cho quý vị nuôi dưỡng lòng hảo tâm, biết làm việc từ thiện và làm một con người tốt. Bồ Tát là vạn ngữ, nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Đề dịch nghĩa là giác, còn Tát Đỏa là hữu tình. Vậy, Bồ Tát có nghĩa là một người đã giác ngộ giữa đám hữu tình, và cũng có nghĩa là một người đi giác ngộ tất cả chúng hữu tình. Thế nào gọi là loài hữu tình? Tất cả các loài có khí huyết đều được gọi là loài hữu tình. Loài không có khí huyết thì cũng là chúng sanh. Song chúng là vô tình, không có tình cảm, không có cảm giác. Người ta thường nói, nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình. Còn người nào phải cỏ cây, sao nở vô tình? Câu này ý nói, cỏ cây là vô tri vô giác, không có tình cảm. Nhưng thật ra, cỏ cây cũng có tình cảm vậy. Chẳng qua là thứ tình cảm mê muội, không sáng suốt. Vì sao không sáng suốt? Vì chúng toàn làm những việc ngu si, cho nên mới bị biến thành cỏ cây, gỗ đá. Chúng là một trong 12 loại chúng sanh. Cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát vốn bất khả tư nghì. Chính vì cảnh giới bất khả tư nghì này rất bất khả tư nghì, cho nên tôi không thể nào diễn tả được. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một công án. Ha ha ha,